cho thành viên ban hộ niệm. Ngày hôm nay con xin cung kính kính mời cư sĩ Phúc Trí chia sẻ về nội quy thứ 14 cho thành viên ban hộ niệm. Sau đây con xin được phép đọc ạ. Điều kiện số 14, những hội viên đang bị cảm, sức khỏe quá yếu không nên tham gia hộ niệm. Những người mà bình thường hay xung đột với người bệnh cũng cần tránh tham gia hộ niệm. Con xin phép được đọc lại ạ. Điều kiện số 14 những hội viên đang bị cảm, sức khỏe quá yếu, không nên tham gia hộ niệm. Những người mà bình thường hay xung đột với người bệnh cũng cần tránh tham gia hộ niệm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, sau đây con xin cung kính cung thỉnh cư sĩ Phúc Trí chia sẻ với đại chúng được rõ hơn điều kiện thứ 14 ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên Chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh. À, con kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm Nay chúng ta tiếp tục à, đến điều kiện thứ 14 là những cái, cái việc mà người bệnh bị cảm hoặc yếu hoặc là những điều kiện mà cái người người ra đi mà họ không có thiện cảm ấy đối với người mà đến hộ niệm ấy. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, à. con xin giám hối là cư sĩ chia sẻ giúp con trong vòng 10 phút ạ. À, thì chúng ta biết rằng là một cái một số người mà đi hộ niệm vì yếu hoặc là cảm à, cảm ấy thì thường là hay sủ mũi hắt hơi hoặc là ho thì thường là ngồi sẽ bị động trừ cái trường hợp mà cái ban hộ niệm ví dụ như cái người mà dẫn chúng không thể thay được ấy ví dụ cái trường hợp nào không thể thay được mà cái người bệnh cái người bệnh ấy, mà họ đã tiếp xúc với cái người đó quen rồi mà không thể thế vào cái người khác được thì bắt buộc thì cái người mà dẫn chúng đấy phải có mặt thì chấp nhận thôi có những trường hợp mà vì người dẫn chúng họ quen thuộc với cái người người bệnh rồi thì đến đúng hôm đấy mà người đó họ ra đi thì cái người mà dẫn chúng đó đến chỉ gọi là gì nhắc nhở khai thị rồi có thể lại nghỉ có nghĩa là gì ạ là đến để nhắc nhở một vài một vài ý còn nếu như chúng ta mà là thành viên mà thấy cảm cúm thấy ho mà không không thể nào kiềm được thì ngày hôm đó chúng ta nên là ở nhà là vì thứ nhất là cái người đến như vậy thì làm cho cái gì cho đại chúng cũng bị động vì cứ sổ mũi liên tục ý. hoặc là hắt hơi làm cho mọi người niệm Phật nó không được nhiếp tâm thì thứ hai là chính cái người trên giường bệnh ấy, họ cũng gì cũng cảm thấy là khó chịu nên mong cho đại chúng hôm nay nếu như sau này mà có đi hộ niệm mà gặp những trường hợp mà mình bị ốm mình yếu mình mệt thì nên hôm đấy là ở nhà vì thứ nhất nữa là thứ hai là gì là đôi khi người thân của chúng ta ấy, người thân của chúng ta là người thân của, của thành viên ấy là gia đình chúng ta thấy mình ốm mình yếu mà mình cứ đi ấy nếu như về nhà ấy, nó khỏe thì không nói làm gì nhưng nếu về nhà mà ta ốm hơn ấy ta yếu hơn ấy mà người thân của chúng ta là người họ chưa chưa học Phật ấy họ chưa tin Phật pháp ấy thì họ dễ thì dễ hiềm khích họ sẽ nói là đấy ốm yếu rồi mà cần cứ thích đi có nghĩa là người thân chúng ta họ gì họ sẽ phản đối vì khi mà mình tu ấy Đa phần Thì người thân chúng ta Nếu chưa hiểu đạo Hoặc là người thế gian ấy Họ tìm đủ cớ Những điều tốt ấy Thì họ không bao giờ nhìn tới đâu Nhưng mà điều xấu ấy Họ dễ moi ra lắm Giống như chúng ta bây giờ nói là 1 cộng 1 bằng 2 Thì ai cũng bảo đúng rồi Rồi 2 cộng 2 bằng 4 Thì ai cũng bảo đúng rồi Chẳng ai ai vỗ tay khen cả Nhưng giờ chỉ cần bảo là 2 cộng 2 bằng 6 thôi là ồ hết lên. Tại sao đúng không vỗ tay người ta thế? Mà khi người ta sai cái là 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 phản phản đối ngay ạ. Có mỗi cái sai thôi là phản đối ồ lên ngay. Nhưng bao nhiêu lần đúng ấy thì chẳng bao giờ vỗ tay khen người ta cả. Nhưng có mỗi một lần sai thôi là ồ lên ngay. Thế có phải là thường là gì? Người thế gian là nói như vậy. Là gì? Là nhìn thấy cái lỗi là gì? Ta bao nhiêu điều tốt Ngày tháng năm họ tu mà không nhìn thấy Nhưng chỉ khi nào họ có cái lỗi cái là nhìn thấy ngay Nên cái người ốm yếu như vậy Nếu như gia đình mà họ không thuận Thì dễ dẫn đến cái tình trạng là Người nhà chúng ta là gì? Là phỉ báng Hoặc là người nhà chúng ta là không có thiện cảm Với việc đi niệm Phật và hộ niệm Thì từ đó là gì? Làm cho chúng ta càng ngày lại càng chán và càng nản Nản là vì gì? người thân chúng ta nói ra nó vào làm cho mình cũng không còn hào hữu. không vấn đề gì cả. Vậy thì cái người cảm, người ho, người yếu, người bệnh thì hôm đấy thì cố gắng là thôi uh, chúng ta ở nhà. Nếu như mà người nào mà uh, mình vẫn đi ấy thì nhớ là gia đình không phản đối mà gia đình là thuận thành thì chúng ta thì ngồi thật xa ra cũng được, còn ngồi tít xa không làm ảnh hưởng đến cái người bệnh cũng không làm ảnh hưởng đến đến đạo tràng đang hộ niệm cho người bệnh thì tốt nhất. Còn trường hợp thứ hai mà những người mà xung đột đối với người ra đi ấy, thì cái này là tối kỵ. Con xin thưa rõ nhờ Nếu như bây giờ chúng ta hàng ngày cộng tu với nhau, mà nếu như trong nhóm thành viên mà có những người mà không ưa chúng ta thì con dặn đệ chúng ở đây Nếu sau này Nếu như mình biết cái người đó không ưa ta ấy, Thì cố gắng là ở nhà đi Vì chúng con tu ở đây cũng thế hay ngay chúng con cũng thế Nhiều người hiểu lầm ấy Cũng chẳng tìm đến hỏi con Và nhiều lúc hiểu lầm con với Diệu An ấy Nên nhiều lúc là con biết Ví dụ trong đạo tràng con cũng thế thôi Trong đạo tràng con cũng thế nhiều người đã hiểu lầm và con không bao giờ không cần giải thích con cũng không cần giải thích và con nói rằng là người đấy tự làm chướng ngại mình về sau nếu sau này mà có lâm chung con nói rõ luôn trước đạo tràng ấy là có những người con sẽ không đến con nói chẳng luôn mà trước đạo tràng là có những người sau này nếu như con không đến là biết rồi là vì sao con biết thì con biết được rằng là người đó đã hiểu lầm rất nhiều thứ chính con biết nhưng con không giải thích vì giải thích chỉ là tô thêm cho nó đậm lên mà thôi ta nhớ là giải thích ấy giống như là mình càng tô ấy thì nó càng đậm mà phải cái, cái, cái viết mực mà mình càng tô nó thì nó càng đậm tốt nhất chẳng giải thích nhá giải thích thì nó càng đậm càng gì gây ra hiềm khích to hơn nên con không giải thích con dự án nhất định không giải thích nữa và có nói rằng, rõ trước rằng là sau này có những trường hợp trong đạo tràng là chúng con không tới nhưng mà đấy là gì là gì tránh cái sự hiềm khích vì cái hiềm khích làm cho gì người ra đi lại không hoan hỉ mà khi một niệm không hoan hỷ Sẽ dẫn đến là gì? Họ sẽ đọa lạc chứ không có tốt đẹp gì cả Vậy thì hôm nay chúng ta biết là Trong đạo tràng nhóm cộng tu của chúng ta Nếu như mà Chúng ta với một người nào đó là không hoan hỷ với nhau Thì ngày họ ra đi Chúng ta không nên có mặt Con dặn trước nha Không nên có mặt Nếu có mặt thì làm ảnh hưởng đến những người ra đi rất nhiều người khác có thể không biết nhưng người ta đi họ nhìn thấy là khó chịu lắm vì trong quá khứ con đã từng hộ niệm một ca là cái cái cô này niệm Phật tốt lắm mà ai cũng nghĩ rằng cô này sẽ vãng sinh đi. nhưng sau xảy đến một cái trường hợp mà làm cho con giật cả mình là hai chị em là ghét nhau thì có có thể rằng là chết cũng không nhìn mặt nhau thì hôm ấy cô chị là nằm trên giường đang niệm Phật tốt lắm Cứ đang niệm Phật tha thiết lắm Thì cô em đi qua thì cô em bảo thôi Nghe nói người ta bảo là nghe nói là Hàng xóm với lại họ hàng người thân bảo là nghe nói là Chị mình là sắp ra đi rồi thôi hôm nay đi qua đây nhân tiện ghé thăm xem sao Có nghĩa là gì? Có là người cô em và cô chị cãi nhau Và thề là không bao giờ nhìn mặt nhau, chết cũng không nhìn mặt nhau nữa Thế đúng cái hôm mà cô em đi ngang qua thì thấy người ta nói là chị mình sắp đi rồi thì thôi bảo là chị sắp đi rồi thì thôi có nói thì nói như thế thôi thề thì thề vậy thôi thôi hôm nay cũng ghé rồi thăm xem chị mình là sắp đi chưa thì bà chị đang niệm phật trên giường thì người em với ló mặt vào nhìn bà chị nhìn thấy chị lấy em mình nhìn thấy mặt em mình một cái là trợn mắt nấc lên ba nấc là đi luôn chúng ta tưởng tượng nhé có nghĩa là nhìn thấy người mình ghét đã thề nguyện trong đời rồi và nấc lên là mà đi luôn như là bực ức ức quá không không kiềm được và và chết và chúng con niệm liên tục 24 tiếng không còn một thoại tướng nào gọi là vãng sinh cả nó cứ cứng đơ suốt ấy con bảo thế này là gọi là ức mà ra đi rồi gọi là bực tức mà đi rồi như vậy là nó rất là nguy hiểm đối với người ra đi như sáng ngày con nói là một niệm sau cùng nó sẽ quyết định đời sau của chúng ta Vậy niệm sau cùng nếu như mà ta còn sân giận còn ghét một người như vậy chúng ta dễ mất phần vãng sinh lắm. Nói ra ở đây là nói cho cái người mà người được chúng ta hộ niệm còn đã thành viên hôm nay như thế này rồi thì con phải nhắc là đừng dại gì mà ghét ai cả. Đừng dại gì mà xung đột. Chúng ta đừng dại gì mà xung đột với họ. Nó chỉ là thiệt thòi cho chúng ta thôi. Phật bảo là mình uống thuốc độc mà mình mong người khác chết chẳng có chuyện đó đâu. Khi mà mình ghét người ta thì không khác gì mình đang uống thuốc độc mà mình mong người khác chết. Không có chuyện đấy đâu, Đức Phật nói rõ đấy. Hôm nay mình là Phật tử, mình đi tu, hàng ngày mình biết rồi. Thì mình đừng dạy gì mà ghét người khác. Ghét người khác ấy, xung đột người khác khó đảm bảo vãng sinh lắm. Bồ Tát với Phật ấy có một cái pháp vui các bồ tát với phật ấy là có một pháp vui chính là không bao giờ xung đột với người khác có nghĩa là phật bồ tát không bao giờ xung đột người khác đây là một pháp vui của chư phật bồ tát thì chúng ta hôm nay cũng như vậy nếu như muốn để được an vui muốn được vãng sinh tịnh độ thì hôm nay hiểu được rồi thì nhất định là không nên xung đột với họ họ có thể xung đột với ta Họ có thể ghét ta nhưng nhớ là đừng có ghét họ để tránh cái ngày lâm chung của chúng ta. Nên sáng ngày con mới hỏi các cô tại sao là có ghét ai không ấy? Ghét một người thì trước lúc mình ra đi hoặc lúc mình ra đi thì cái người mà mình ghét có thể họ không đứng trước mặt mình thì các chư vị trong pháp giới họ biến hiện lên những hình ảnh mà cái người mà mình ghét trong đời làm cho mình không niệm Phật được Trong lúc không niệm Phật được mà phân vân do dự ấy Thì tổ thứ sáu của pháp môn niệm Phật là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại sư ấy, Ngài là hóa thân của Đức Phật A-di-đà Ngài có nói là để cho ấm cảnh nó hiện ra rồi Có nghĩa là thân trung ấm mà nó lộ ra Có nghĩa là lúc tắt hơi thở ấy mà phân vân do dự mà để ấm cảnh hiện tiền là thân trung ấm nó hiện ra thì chúng ta sẽ tùy theo nghiệp mà chúng ta đi thọ nạn Nên chúng ta nhớ là đừng dại Nên hôm nay một đời tu hành là đừng dại Đời này đến đây nhớ là đừng về tay không nữa Đã đến kho báu rồi nhưng chúng ta về tay không thì uổng phí chúng ta thôi Thì con mong cho toàn thể đại chúng là đấy thì nhớ là xung đột với người khác thì mình đừng đi nhưng nếu như chính mình ra đi thì đừng xung đột với người đây là cách mà để gì An toàn và chắc chắn nhất để ngày ra đi cho mình để không bị gì, bị sân giận, giận dỗi một người nào. để ngày đó mình gì an toàn mình vãng sinh tây phương. thì con mong cho toàn thì các quý Phật tử hôm nay đã đi tu đã biết rồi là tu là sửa, hành là hành động sai của chính mình để sau này mình có phước phần là mình vãng sinh về tây phương cực lạc ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri cư sĩ phúc trí ạ. À.